khóc rồi. Anh Phương khóc rồi. Đâu khóc đâu khóc. Đá ngon nhỉ? Đá ngon. Đá ngon. Đá ngon lắm anh. Nè, nói chuyện cái này đá ngon. Nè, ăn đi. Thôi đây rồi. Cái gì? Dùng việc đào ao để quyết định thắng thua. Bên nào thua thì sẽ phải hỏi cưới bên thắng. Bạn đã nghe thấy câu chuyện này bao giờ chưa? Đây là câu chuyện xoay quanh ao Bảo Oam, một địa điểm mà bạn sẽ không thể nào bỏ qua khi mà mình ghé thăm đến Trà Vinh. Dừng xe đây được không? Dừng xe đây được không? Dùng việc đào ao để quyết định thắng thua. Bên nào thua thì sẽ phải hỏi cưới bên thắng. Bạn đã nghe thấy câu chuyện này bao giờ chưa? Đây là câu chuyện xoay quanh ao Bảo Oam, một địa điểm mà bạn sẽ không thể nào bỏ qua khi mà mình ghé thăm đến Trà Vinh. Khác với những cái địa điểm khác thì ao Bảo Oam thì có hình dạng là hình vuông và có chiều rộng khoảng 300m² và chiều dài khoảng 500m². Chính vì với cái hình dạng đặc biệt như vậy nên là người dân địa phương ở đây thì đã gọi đây là ao vuông. Tương truyền rằng là khi xưa ở vùng đất này thì rất là khô hạn và người dân địa phương thì sẽ phải đi đến những cái ao hồ rất là xa để mà lấy nước về. Thì khi đấy thì người dân ở địa phương đã bắt đầu thấy tổ chức ra một cái cuộc thi ấy. Cuộc thi là đào ao dành cho phái nam và phái nữ. Bên nào thua thì sẽ phải hỏi cưới bên còn lại. Và hẹn với nhau rằng là khi nào sao mai bắt đầu mọc, nghĩa là trời sáng ấy mọi người, thì là cuộc thi thì sẽ chấm dứt. Trong cuộc thi thì phái nữ đã làm việc rất là chăm chỉ, còn bên nam thì đã ỷ lại vào cái sức mạnh của mình thì đã là làm việc rất là lơ là và thiếu tập trung. Thì quả đúng là như vậy. Thì sức mạnh của phái nam nó vượt rất là xa so với phái nữ. Và bà Oam đã quyết định là ra một cái chiến lược, đó chính là vừa đào ao vừa ca múa nhảy, vừa ca múa nhạc ấy, để làm cho bên nam thiếu tập trung. Sau đó là làm đi giảm cái năng suất của đội bên nam. Khi mà trời bắt đầu gần sáng thì là công việc của bên nữ đã chuẩn bị xong. Thì bắt đầu là bà Oam đã lại đưa ra một cái chiến thuật ấy, là treo đèn lồng để giả làm sao mai khi mà bên nam nhìn thấy sao mai thì nghĩ rằng là trời đã sắp sáng và bắt đầu là đi về nhà. Và bên nữ thì vẫn cứ tiếp tục đào cho đến khi trời sáng. Và cuối cùng thì bên nữ đã thắng và bên nam thì sẽ phải hỏi cưới bên nữ. Đây là cái truyền thuyết cũng như là cái câu chuyện tương truyền lại đấy. Thì mình có hỏi và tìm hiểu ở đây. Thì nếu như mà các bạn đến đây thì cũng có thể đến thăm ao và qua một lần, nó hình vuông như này này mọi người. Đấy, xung quanh thì có rất là nhiều những cái cây cổ thụ rất là lâu năm rồi, rất là to. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người sang một địa điểm nữa ngay cạnh trong cái khu khuôn viên của ao Bảo Oam này luôn, đó chính là bảo tàng của người Khmer. Đi nhá. Ở đây có những cái rừng cây rất là to mọi người ạ. Trong đây sẽ là khuôn viên của bảo tàng của người Khmer này. Đây, để mình quay lại cho mọi người. Đây chính là khuôn viên của bảo tàng của người Khmer. Những ngôi chùa. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây thôi. Xem là có gì khác so với ở ngoài mình. Nhìn ở bên kia. Ở đây đóng cửa rồi mọi người ạ. Đây đóng cửa rồi, không vào được. Đây là hoa văn kiến trúc của người đồng bào Khmer. Ui, con chó. Lối vào đây để mình dẫn mọi người vào trong này nhá. Đây là chùa. Thế, thì cho con hỏi là chùa mình như thế này là được bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ, xây dựng năm 950 ạ. 950 ạ? À, con là người mới đến đây ấy. Con muốn hỏi về cái phong tục của mọi người ở đây là thường là sẽ ăn chay hay là gì, ăn mặn ạ? Dạ, ăn mặn. Mình ở đây thì mình sẽ ăn mặn ạ? Nhưng mà có ngày ăn chay không ạ? Dạ, không ạ. À, thầy ở đây mình sẽ ăn mặn hết ạ? Dạ. À, dạ. Ví dụ như là người dân ở địa phương của mình, người Khmer ấy, thì sẽ một tuần hay là một tháng thì bao nhiêu buổi thì phải lên chùa lễ một lần. Cái phong tục của mình ấy. Một tuần 7 ngày. Đúng. 7 ngày thì mình lên. Một tuần là phải lên cả 7 ngày.
ngày nào cũng mình cũng phải lên. Không có ý con người dân địa phương ấy, không hỏi thầy. Đúng rồi, một tuần như một tuần mấy ngày thì người dân thì lên một bữa anh. À, người dân thì một tuần 7 ngày lên một lần để kiểu như là cầu nguyện đấy đúng không? Còn có một tháng thì có ngày nào cố định không? Dạ, không có đâu. À, một tuần... cứ một tuần nào cũng phải lên một lần đúng không ạ? À, dạ, đây là phong tục của người Khơ, đồng bào Khơ Me mình đúng không ạ? À, con cảm ơn thầy ạ. Dạ. Hay quá. Thế là giờ mình mới biết là ở thầy, những người thầy, người đồng bào Khơ Me thì là sẽ không ăn chay mà lại ăn mặn. Và người đồng bào Khơ Me thì sẽ phải một tuần và lên chùa một lần. Cái này là giờ mình mới biết. Còn ở bên kia sẽ là bảo tàng của người Khơ Me. Để mình đi sang đấy nha các bạn. Ở bên bảo tàng thì là 1 giờ đóng cửa mọi người. À 11 giờ đóng cửa. 1 giờ thì lại mới mở cửa lại. Bây giờ phải anh em mình sẽ phải đợi 1 giờ để vào trong đấy tham quan bảo tàng, chứ không đến đây mà không vào bảo tàng của người Khơ Me để tham quan thì đáng phí lắm, đáng phí. Một cái cây như này chắc phải hai người ôm mới hết được cái cây này. Hai người ôm mới hết được cái cây này. 1 giờ rồi nhá. Bây giờ thì tôi sẽ dẫn mọi người vào trong bảo tàng của người Khơ Me. Mọi người có biết những cái cây ở đây, vì mình vừa mới hỏi ở đây, những cái cây ở đây là hơn 150 tuổi rồi đấy. Những cái cây này hơn 150 tuổi rồi. Có những cái cây gốc rất là xù xì, nó nhô lên khỏi mặt đất đấy. Thế là cây dâu mọi người ạ. À, cây dầu ấy. Đó, bắt đầu mở rồi. 1 giờ thời tiết hơi nắng nhỉ. Ngoài này bày bán rất là nhiều hàng quán. Cổng vào bảo tàng. Ở ngay trước mặt mọi người đây là có một cái bức tranh của người đồng bào Khơ Me ca múa nhạc. Ở cửa đi vào thì phía bên tay phải này của mọi người thì sẽ nhìn thấy là về các cái tín ngưỡng của người dân tộc Khơ Me ở đây. Phía bên này thì sẽ có một cái tiểu cảnh mô phỏng lại. Mô hình phun xăm của dân tộc tỉnh Khơ Me. Dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh. Đây thì sẽ có tượng Bồ Tát Quan Âm, chất liệu là bằng đá sa thạch. Ui, cái này là từ thế kỷ thứ 5 này mọi người. Đều là bằng đá sa thạch hết. Cái này là từ thế kỷ thứ 8 này. Từ thế kỷ thứ 8 đã sa thạch. Đây còn là tượng nữ thần Uma. Đều còn là có tuổi đời rất là lâu ấy. Sang bên nào trước đi nhỉ? Bên phải đi. Cái như kiểu là vua ấy. Đúng mọi người, mình đọc ghi chú ở đây, đọc chú thích ở đây. Đây là tổ hợp ma lơ canh các nhân vật trong nghệ thuật sân khấu dù kê ở của dân tộc Khơ Me. À, như có trang phục truyền thống hay sao vậy? Đây là trang phục tỷ nữ trong nghệ thuật sân khấu dù kê. Đây là đạo cụ âm nhạc. Còn đàn cò 3 dây này. Trống, thuyền này.
Đây là mang nước canh, là múa múa chay răm của dân tộc đồng bào tỉnh Khmer. Đây cũng vậy, người ta thiết kế cái khuôn mặt này rất là sợ, kiểu thật quá, nhìn khuôn mặt nó có hồn. Bên này sẽ là bên văn hóa nghệ thuật, phòng vừa rồi sẽ là phòng văn hóa nghệ thuật. Còn phòng đầu tiên lúc mình vào thì như thế là tín ngưỡng, tín ngưỡng của người Khmer. À bên này như là dệt vải hay sao này, có cả cái kiểu này mọi người. Khung dệt chiếu, à đây là cái chiếu, chiếu chiếu chiếu. Tượng trần, tượng tiên nữ, tượng Phật Thích Ca. À, những cái dụng cụ để làm mộc. Vò đục bào. Tính ra là các sư thầy ở đây là có nhiều tài năng đấy mọi người. Tổng cộng là sẽ có 4 phòng mọi người ạ. Gối chữ nhật chất liệu vải từ thế kỷ 20. Nghi thức cột chỉ tay trong lễ cưới truyền thống của người dân tộc Khmer. À đây sẽ là nghi thức cột chỉ tay, đây được nghĩa là, có nghĩa là kia sẽ là, đây sẽ là cô dâu và chú rể. Còn đây sẽ là người cột chỉ tay. Người ta làm thật quá. Phía bên này sẽ là cái dụng cụ. Cối giã gạo này. Cối giã cơm này. Cối xay lúa này. Đây là những cái đồ làm nông nghiệp, bếp. Gió bếp còn thổi này, mọi người cũng nghe tiếng không? Đây là những cái bát đũa. Đều là từ thế kỷ 20 thôi. Đi tổng cộng hết 4 phòng rồi, còn bây giờ thì mình đi về thôi. Vừa lấy được chú ở đây giới thiệu là tỉnh Trà Vinh là nằm trong top 3 tỉnh có không khí trong lành nhất Đông Nam Á. Thế là tham quan ở khu vực di tích Ao Bảo Quang xong rồi nhá mọi người. Bây giờ thì để tôi dẫn các bạn sang bên đền thờ của Bác Hồ để xem là đền thờ của Bác Hồ ở Trà Vinh hay là đền thờ của Bác Hồ ở Bạc Liêu mà bản thân mình cũng như là mọi người đã đi qua rồi thì xem có gì khác nhau không nhá. Đến đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi mọi người ạ. Ở đây bên này chính là nghĩa trang liệt sĩ mà tối hôm qua anh em mình còn thắp hương này. Mọi người biết cây này cây gì không? Đây là cái quả của nó này. Ở trong này thì người dân địa phương ở đây sẽ gọi đây là trái còng. Còn ở ngoài mình thì sẽ gọi là cây me tây. Quả nó thì không ăn được nhưng mà hạt của nó rang lên thì sẽ ăn được nhá. Đây là hạt lúc nó chưa rang đúng không cô? Cái đó chưa rang, cô mới cắt xong. Còn cái này là rang rồi. Đó cô rửa, cô cắt, cô phơi ngoài hai rổ ngoài đó. Đây đúng không ạ? Mình có phải bóc vỏ không ạ? Cắn ra bóc vỏ ra, còn nếu không bóc vỏ bỏ ra luôn cũng được. Thôi con làm biếng thì con ăn cả vỏ con không? Cho nó làm biếng còn con ăn cả vỏ. Cô phơi cái này xong là mình bắt đầu mình phơi lắng nó khô đi rồi bắt đầu là mình rang. Cái này mình phơi thì tầm bao nhiêu buổi lắng thì là được ạ? Một buổi nắng gắt là được rồi cô? À.
kiến thức mới đấy. À, thay mình vì mình bán hướng dương bán này đúng không cô? Ừ, cô bán là cô bán cái hộp hộp sống này thôi. À. Hộp chính này rang ăn chơi. Có lúc họ bán lúc trước á thì bán cô rang cô vô bọc 5.000 bọc bán được lắm. Thầy cô ở trên tỉnh Vĩnh Long á, xuống dạ. Hay mua lắm. À. Thầy cô lớn tuổi cỡ cô nè. Hôm nay con vào đây con mới biết cái hồ này ăn được đấy. Ở trong khuôn viên của đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh thì trồng rất là nhiều cây xanh mọi người ạ. Bên này có ao cá này, có cây cối các thứ này, mát, kiểu yên bình ấy. Ở phía bên này thì sẽ là nhà sàn của Bác Hồ. Ở đằng này thì sẽ là bảo tàng và đền thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đi với mình một vòng nhé. Đây này, mọi người nhìn thấy con này không? Đấy. Nó đấy. Nó thấy được lớp đấy. Đến đền thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi đấy. Đền thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được dựng bằng mái ná mọi người. Bằng mái ná. Đây. Thờ Chủ tịch thì được dựng bằng mái ná. Xung quanh sẽ có ao cá. Cá vàng. Ở đây có cả hoa này. Ở phía đằng này thì mình nhìn thấy là có một chiếc máy bay và một khẩu pháo. Đây là một chiếc máy bay trực thăng của Mỹ mọi người ạ. Nhìn rõ bên trong động cơ này. Đại đội bộ binh 509 tỉnh Trà Vinh bắn rơi trong trận đánh trực thăng ở Tân An ngày 19 tháng 5 năm 1969. Kết quả là tiêu diệt được 200 tên địch và thu thập được nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh, bắn rơi 3 trực thăng và một chiếc khu trục. Còn phía bên này là khẩu pháo 105 mini thu được ở trong trận lực lượng vũ trang Trà Vinh kết hợp với cơ sở lội tuyến Huỳnh Chí Thiện. Ở đây có ghi này mọi người. Khởi nghĩa tại căn cứ pháo binh đêm ngày 12 rạng sáng 13 tháng 8 năm 1969. Bắt sống được 32 tên địch và toàn bộ vũ khí. Có hai khẩu 105. Đây thì sẽ có một chiếc thuyền và một hồ tiểu cảnh. Còn đây thì chắc là mọi người nhận ra ai rồi đúng không? Đây là Bác Hồ ấy. Thì có một người sau này thì sẽ có một người nhé, người dân đang chèo gác, chèo thuyền. Cái thuyền này thì mình thấy giống như được làm từ một thân cây ấy. Thân cây được khoét vào giữa ra. Đây bây giờ mình sẽ sang bên này là chính là bên nhà sàn của Bác Hồ. Thì tất nhiên rồi, nhà sàn này của Bác Hồ thì cũng là phục dựng lại thôi. Được phục dựng lại theo bản gốc ở ngoài Hà Nội thôi. Vì là lòng nhớ thương Bác nên là đã mọi người đã phục dựng lại nhà sàn của Bác Hồ để cho người dân địa phương có chưa có điều kiện để ra ngoài Hà Nội thăm Bác thì vẫn có thể đến và tham quan nhà sàn của Bác Hồ. Sàn của Bác Hồ được xây dựng vào ngày 15 tháng 4 năm 1958 và khánh thành vào ngày 17 tháng 5 năm 1958, nằm trong khuôn viên phủ Chủ tịch tại Hà Nội.
tiếp tục lãnh đạo nhân dân vượt mọi khó khăn thử thách để thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu để giải phóng miền Nam. Tất cả đều được phục dựng một một so với nhà sàn ở ngoài Hà Nội. Cũng phía đằng sau này thì cũng sẽ có một cái cầu thang để đi lên tham quan. Vẫn là sẽ có hai phòng, một là phòng ngủ của bác và một phòng là phòng làm việc của bác. Chiều hôm qua thì mình có về đây tối quá, mình thắp hương nghĩa trang liệt sĩ xong tối quá thì ở đây là 6 giờ thì đã đóng cửa rồi, thế nên là mình không có vào thăm nhà bác được, nên hôm nay mình mới đến đây được. Nên là hôm nay mình mới đến đây. Còn bây giờ thì mình sẽ đi về và sẽ trải nghiệm đồ ăn đặc sản ở Trà Vinh đây. Nhắc đến Trà Vinh thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào mà bỏ qua được là dừa sáp, đúng không? Thế bây giờ hãy cùng mình với Hiệp và một người anh nữa để đi trải nghiệm dừa sáp của Trà Vinh để xem là đặc sản của Trà Vinh là dừa sáp thì ăn nó sẽ như nào nhé mọi người. Đây quả dừa sáp. Nước nó phân biệt là nước nó sền sệt hơn cái quả bình thường à? Chị đó cốc cho em cầm về. Tại vì cái này loại ăn liền á. Vâng. Nếu mà nó còn tươi thì nó sẽ là 130. Còn tươi thì là 130. Dạ. Có em là đầu tiên ăn đấy chị ạ. Đặc sản dừa sáp Trà Vinh mọi người. Lần đầu tiên ăn dừa sáp đấy mọi người. Tớ thấy người dân ở đây bảo là để phân biệt giữa nước dừa sáp với nước dừa thường ấy, thì cái nước dừa sáp ấy nó sẽ sền sệt hơn. Nó sẽ sền sệt hơn là cái nước dừa thường. Còn đây là quả dừa sáp nhá. Kéo ở đó. Cùi dày. Ê, mình dằm ra đúng không? Hướng dẫn sử dụng là hướng dẫn sử dụng là dằm ra. Đây là cho sữa đặc à. Không dằm nó kia đi. Hai người chỉ có phần đấy thôi. Chúng ta có bao đường sữa ông họ này tại sao có ngọt nhỉ? Đó ông làm gì có vú? Có sao không có? Làm gì có sữa? À ừ, làm gì có sữa? Không có vú. Ai không quên. Bỏ. Nhạt lắm. Nó chưa ngọt. Tắt đi. Ê ôi, nó chảy đầy chứ kìa. Liếm ngay. Ui giời. Ăn uống niếm nép là sao không được như thế. Cái này ngon này. Nên sau chừa nhá. Bỏ kéo đi. Như cháo vậy. Anh ra nếm thử đi. Ăn lắm. Ngon. Được chưa? Được. Đút đút miếng to, ai đút miếng bé. Mà ngon không? Ngon. Đấy. Đến từ tôi thì tôi phải cho tí đá rồi. Quên đấy. Chưa giới thiệu với mọi người, đây là anh Phương mọi người ạ. Anh là ba tin xuyên Việt rồi.
hôm nay đến đây để mình được chỉ giáo cho mình để chuẩn bị sẽ sắp có chuyến hành trình xuyên Việt để được hành trình xuyên Việt được trọn vẹn hơn ấy. Và đến một phần nữa cũng để chia tay để sắp tới anh đi bảy nước anh nhỉ, bảy nước bằng ba tin. Quá tuyệt vời. Xa mấy anh em khóc rồi. Anh Phương khóc rồi. Khóc. Đá ngon nhỉ? Đá ngon. Đá ngon. Đá ngon lắm anh. Nè, nói chuyện cái đá ngon. Nè, ăn đi. Thôi, đây rồi. Cay. Cay vậy? Cay. Anh em chào Vinh. Chào